Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ lên video cho mọi người nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 4. Video hôm nay là video 251. Anh nào ấn kênh nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Lô cần này cũng là lô cần FIP nha. Giá thì cũng tầm trung bình thôi ạ. Em có một cái lô này. Lô này là lô cần xả về để cho mọi người sửa, để cho em nào để sửa thôi. Lô này thì gồm 13 cây, 12-13 cây gì em cũng không nhớ chính xác. Nhưng mà trong đó hình như có 3 cây mất đọt thôi, còn nhiều là nó xấu em tải lô chứ nó không bị lỗi gì hết. 3-4 cây mất đọt gì đó. Lỡ bó lại tiền bó như thế này rồi. Đây nè, cây này là một cây cán vợt nè. Cây này cây cán vợt nha. Cây này là có mất đít nha mọi người, mất đít mất đọt. Hình như 3-4 cây mất đọt, 2 cây mất đít, 1 cây mất đít, 1 cây bể đít. Còn hai mấy cây lóng ngắn rất là đẹp, mọi nói chung là vẫn còn xài. Mọi người về sửa thì với cái giá 500 này thì nó rất là ok, tại vì với giá 500 thì mọi người cũng chỉ mua được hai cây cần ISOFIP thôi. Nhưng mà cái này mọi người về em đảm bảo mọi người sẽ sửa được 5-6 cây. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Nói chung về là mọi người phải sửa được 5-6 cây, phải hơn. Rồi đợi em chút nha, em cắt ra cho mọi người xem. Cái này người ta vẫn còn xài ok hơn, đọt đông rồi đầy đủ, rất là mới, nhưng mà bị bể cái lóng này nên người ta ghép lại thành một lóng. Cây này nè đó, rồi cây thứ hai là cây này, cây lóng ngắn rất là mới, rất là đẹp, nhưng mà thiếu mỗi cái đọt. Rồi em có đọt đó chứ, nhưng mà em lười bỏ vô lắm, lười lục lắm. Cây thứ ba là cây này đó. Cây này thì lại không có đọt. 3 cây 4 cây. Cây này là cây cần máy nha, cây này là cây cần máy. Cây này thì xài ok đầy đủ, nhưng mà nó hơi cũ, không phải cũ mà là nó bị nổ sơn mọi người. Đây như thế này, người thấy rõ không? Nó nổ sơn như thế này nên em cũng để vậy luôn. Cây này cán vợt là 2, 3, 4. Rồi cây này nó hơi cũ nè, cái này về mọi người sơn sửa lại ha. Lô này em sẽ để cho mọi người 500 nha. Cây này thì còn, cây này còn y nguyên nè, tại em bỏ chung vô lô này cho mọi người á. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây nha mọi người, với giá 500.000 nha. Rất là rẻ luôn, em xả lỗ luôn á, tại vì em lấy theo lô giá nó không phải người như vậy đâu. Nhưng mà em không có thích sửa cần, em không biết sửa cần nên là để cho mọi người sửa ha. Rồi em giới thiệu cho mọi người cây đầu tiên. Lô cần này là lô cần FIP, giá thì trung bình thôi mọi người ạ. Có đủ thể loại hết ha. Đây, cây đầu tiên, cây mã số 1. Đây ạ. Cây này là cây 4,5 m, nặng 200g, đọt là 1 ly gốc 14, rất là mới luôn ha. Có vài vết xước nhẹ ở ngoài cần. Đây. Đọt thì nhỏ thôi nha. Đọt FIP thì em không đoán hết được đâu mọi người ơi. Mọi người chỉ hỏi em là cứng hay không thôi nha. FIP thì nó đa số nó hơi vọng nhẹ ở đầu cần ha. Cây này rất rất là mới luôn. Cây đầu tiên, mã số 1. Dài 4,5 m nha mọi người, giá 200. Tiếp theo là cây mã số 2. Cây này là một cây FIP đỏ của Daiwa. Thuộc dòng Daiwa, này là thuộc dòng lóng ngắn nha. Hãng Daiwa dòng lóng ngắn, nhưng mà có một vấn đề là lóng ngắn này người ta độ, người ta độ thành lóng dài á, mọi người hiểu không? Hai lóng này, hai lóng chập thành một, dán keo đây cứng ngắc rồi. Chập thành một lóng để thành lóng dài á. Đó. Là nó cứ bắp bình sao á, nhìn nó vui lắm. Đây, cái này vậy. Hai lóng thành một lóng trở thành lóng dài. Cây này 4,1 m, nặng 150g, đọt là 1,9 gốc 20. Giá cây này 100.000 thôi nha mọi người. Bình thường video trước em bán cây này 250 lận nha, nhưng mà vì nó độ lóng như thế này em sẽ để cho mọi người giá 100.000. Cây mã số 2 giá 100 ạ. Tiếp theo, cây mã số 3 có trầy xước nhiều nha. Đây ạ, mọi người thấy rõ không? Đó. Cây này cây 4,4 m, nặng 220g, đọt là 1,6 ly gốc 26, giá 108. Đó, nó có trầy xước như thế này. Cái này vì em quay dưới ánh nắng á, để cho mọi người thấy rõ hơn. Cái này nếu vì nó dạy em sẽ để cho mọi người giá 150. Cái mã số 3 này nó trầy xước nghiêm, để cho mọi người giá 150 nha. Cái này là thuộc hãng Ryobi ạ. Đọt khá là bự. Nãy ha. Lóng trong có trầy xước nhẹ nha. Cần bãi thì nó sẽ trầy xước nha mọi người.
Cái này chỗ lóng này là có trầy xước nè. Đây, mọi người thấy rõ không ạ? Đó, cây này rất là thẳng. Cây mã số 3 giá 150. Tiếp theo là cây mã số 4. Đây. Cây mã số 4 này ạ. Có trầy xước nha. Cây này là thuộc dòng hãng Daiwa. Cây này thuộc hãng Daiwa. 4m4. Thông số em báo đây là thông số em đo được nha mọi người, chứ không phải là thông số cần nha. Thông số em báo là thông số em đo được. Cây này là cây 4m4, nặng 230g, đọt là một ly gốc 23. Giá của nó là 180 nha. Đây dơ nè, mọi người cần của em thì mọi người về lau chùi đi thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều ha. Hàng về như thế nào thì em sẽ để như thế này lên video thôi. Em thật sự là con nhỏ với lại bận rất là nhiều việc, em không có thời gian lên lau chùi đâu. Đây. Cây này rất là thẳng nha. Cây mã số 4, giá 150. Tiếp theo cây mã số 5. Đây. Cây này cũng là một cây Daiwa luôn ạ. Màu xanh, rất là đẹp nha. Đó. Đó. Nhìn ở dưới ánh nắng này mọi người thấy những cái đường trầy xước nó có thể rõ hơn rất là nhiều. Bụi bẩn này mọi người đó thấy không? Em lau nè. Rồi. Cây này 5m2, nặng 280g. Đọt là một ly gốc 27, giá 220 nha. Màu xanh rất trong, rất là đẹp. Đây. Đó, rất là mới, khá là mới ha. Cây này cũng, cây này trầy xước ít nha. Đây. Mọi người thấy rõ không ạ? À? Rồi, nhìn ở trong này, ở dưới ánh nắng này nó cái màu nó sẽ lạ hơn cái màu ở ngoài nha mọi người, nó sẽ đậm hơn nha. Đó, cái màu cái cây cần này ở ngoài màu sẽ lợt hơn trong video nha. Tại vì ra ngoài ánh nắng á sẽ đậm hơn. Hôm nay em ra ngoài trời quay nên là em không quay trong nhà, em quay ra ngoài trời á, có ánh nắng nên là nó chiếu vô cái màu nó khác. Cây mã số 5 giá 220. Tiếp theo là cây mã số 6. Cây này đây. Cây này thông số của nó 5m4, nhưng em đo được 5m2. Tem mát của nó đây đã bị mờ hết rồi nha. 5m2, nặng 350g, đọt là 1,8 gốc 26, giá cây này là 200 ạ. Đọt đây. Đó, đọt rất là cứng ha. Nãy. Đây, lóng trong đây. Khá là mới luôn ha. Có trầy xước nhẹ nha mọi người. Hàng bãi thì ít nhiều gì cũng sẽ có trầy xước nha. Đó, chỗ này trầy xước nè. Chỗ nào trầy xước thì em báo cho mọi người ha. Cây này khá là thẳng. Cây mã số 6. Giá 200. Tiếp theo là cây mã số 7. Đây, cây này là một cây 4m8. Chữ của nó đây, thông số đây. 4m8, nặng 230g, đọt là một ly gốc 22, giá 180 ạ. Cây này là một cây cần tây trợ giả chút. Đây. Cây này thì khá là mới rồi. Đó, có một vết xước chỗ này ha. Này mọi người thấy rõ không ạ? Dưới ánh nắng đó khi mà đó, cái này là xước nha mọi người, không phải dây, không phải đất đâu nha. Rồi, ok ha. À, còn nói luôn với mọi người là cái mã số 7 180. À, em 3 cây thì em mới bao ship cho mọi người nha. Còn 2 cây thì nói chung là đơn hàng mà của 2 cây á thì tùy vào mức độ em bao ship thôi. Còn đơn hàng mà ví dụ như 2 cây 100.000 hay là 3 cây 100.000 thì em sẽ không bao ship đâu nha mọi người. 3 cây trở lên thì em sẽ bao ship cho mọi người. Còn 2 cây á thì mọi người thông cảm, còn 1 cây thì mọi người phải chịu tiền ship. Ship thì khoảng từ 30 tới 37k tùy khu vực nha mọi người. Rồi, cái đó là em báo trước cho mọi người ha. Ship thì em trước giờ em sẽ không bao giờ bao ship rồi. Rồi. À. Em cũng có một vài lời muốn nói với các anh như thế này ha. Cần trả về thì em không biết là do tác động từ đâu. Thứ nhất là có khi shipper người ta đóng cần lại không kỹ càng chặt chẽ, có vẻ rớt một số bộ phận khác của cần ra ngoài. Ví dụ như vậy. Còn thứ hai là em không nói khách, hay là cái đó là vấn đề chắc là ít thôi. Em cũng không nghĩ khách mình như vậy, nhưng mà mỗi lần hàng trả về, thứ nhất, đầu tiên, lâu lâu sẽ mất đọt. Thứ hai là sẽ mất nắp cần. Hay lắm nha. Về là mất đọt, mất nắp cần hay lắm. Em nói thật, tại vì mọi người biết rồi, hàng bãi thì đọt á, nó rất là mắc. Với lại đọt á, không cái nào giống cái nào hết á. Nên là ví dụ như mọi người có cần đọt á, thì mọi... Ví dụ nếu mà là khách thì mọi người có cần đọt thì mọi người cứ hỏi em. Nếu mà em có dư đọt á, thì em sẽ tặng cho mọi người ha. Còn á, thì nếu mà anh shipper thì lỗi là do anh shipper rồi. Thật sự rất là buồn. Lần nào về cũng vậy. 10 đơn thì phải hết 3-4 đơn mất đọt. Còn mất nắp cần là 10 đơn phải hết 9 đơn mất nắp cần rồi. Về mấy cái nắp cần bãi này rất là khó
kiếm, tại vì nhiều khi nắp cần mới thì mọi người lại không thích, còn nắp cần bãi thì nó đúng với cây của nó thì nhiều khi thích hơn. Còn cái nào mà cần độ, nắp độ thì em sẽ nói với mọi người là nắp độ. Đó, như vậy ha. Hôm nay em nhận mấy đơn hàng trả, 2-3 đơn hàng trả gì mất đọt á, em thật sự rất là buồn. Vì đọt vải á thì không phải mọi người mua muốn mua là có, đúng không? Tại vì mọi người ra thị trường thì đều là đọt mới hết, đọt mới á, thật sự là đọt mới hết, chứ ít ở đâu có bán đọt vải lắm ha. Rồi tiếp theo ha, cũng thông báo mọi người một tin vui luôn ha, là cái đơn hàng đợt trước em đăng lên Zalo đó, nó bị bể đó. Bên chỗ kho đã tìm ra nguyên nhân nó bể là do người ta quăng á, bị xe bị chèn lên, xe chèn lên là bể. Và người ta đã đền, chuẩn bị đền cho em, chuẩn bị thôi, còn đền thì không biết là khi nào mới đền, có thể 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng ha. Nhưng mà đơn đó giá 1.400.000 thì em cũng đã lấy lại được 800.000. Nói chung người ta đền cho em 800.000 ha. Không đủ vốn, không đủ lời gì, không có lời, không đủ vốn thì cũng may là người ta đã đền cho em cũng được 800.000, vớt vát đầy đủ ha. Vớt vát cũng đỡ được đồng nào ha. Rồi, em giới thiệu tiếp ha. Cây mã số 8. Đây ạ. Cây mã số 8 này là một cây hàng Olympic. Mọi người thường biết rồi ha. Cái đa số cái cây màu như thế này đều là hàng Olympic. Cái này cây nó 6m4, nặng 550g, đọt là 1.1, lê gốc 32, giá 300.000 nha. Những cái cần này thì còn rất là mới, đầu khoen nè, cần này thì được đóng khoen đầu cần rồi nha mọi người. Đây, đọt này là đọt nối nha. Đây, đọt nối như thế này. Mọi người thấy rõ không ạ? À? Đây, đọt nối như thế này nha. Đây, đầu cần được đóng khoen. Khoen này là khoen chống nổ ạ. À. Rất là mới. Cây này thì có võng nha mọi người. Võng ở đầu cần. Rồi, cây mã số 8, giá 300.000. Tiếp theo cây mã số 9. Cây mã số 9 đây ạ. Cây này là cây gì đây? Mắc in China nè. Cây mắc in China. China xuất Nhật. Hàng này thì là 100% là hàng bãi em lấy Nhật rồi. Cây này cây 5m35, nặng 370g, đọt là 2.2, lê gốc 29. Giá cây này là 200 nha mọi người. Cây này thì còn rất là mới luôn. Đọt khá là cứng ha. Đọt rất là bự, đọt 2.9 ly. Lóng trong không trầy xước gì luôn ha. Chỗ nào chạy xước thì em nói với mọi người ha. Cây này khá là thẳng. Cây mã số 9, giá 200. Tiếp theo là cây mã số 10. Cây mã số 10 đây ạ. Đây. Thông số 5m4, em đo được 5m nha. Nặng 350g, đọt là 1.9, lê gốc 27. Mã số 10, giá 200. Đây, như thế này. Đó, có trầy chỗ này nè mọi người thấy không? Rồi, ok ha. Đọt rất là bự. Đọt bự. Lóng trong nè. Có trầy xước nha. Đây, trầy xước chỗ này. Rồi, ok ha. Cây này rất là thẳng. Cây mã số 10 giá 200. Tiếp theo cây mã số 11. Cây này thì nó bị nổ sơn nè mọi người. Đây. Cây này hàng Korea nha. Korea nè. Cây này cây 4m5, em đo được 4m1. Nặng 230g, đọt là 1.9 gốc 23, giá 150 nha. Đây. Lắm trăm. Đọt rất là bự luôn ha. Nhưng mà nó bị nổ sơn nè mọi người. Cái này về mọi người chịu khó lấy giấy nhám cà đi xong sơn lại nha. Sơn lại màu đen tại vì nó bị nó bị nổ sơn như thế này ha. Cái này rất là cứng, rất là thẳng luôn. Nhưng mà bị nổ sơn thì em để cho mọi người giá 150 nha. Cái mã số 11 giá 150. Tiếp theo cây mã số 12. Rồi, đó là cây mã số 11, tiếp theo cây mã số 12. Cây này là một cây Ebiso Black Rose. Cây này rất là đẹp ha. Đây. Thông số của nó 5m3 nha, em đo được 5m2. Nặng 130g, đọt 1 ly gốc 21. Giá cây này thì 200.000 thôi ha. Rất là đẹp, rất là mới. Cây này rất là mới luôn. Đó, không một vết chày xước nào luôn nè. Đó, rất là mới luôn nha. Rồi, cây này thì có võng. Cây mã số 12 giá 200 ạ. Tiếp theo là cây mã số 13. Cũng là một cây giả trúc luôn ạ. Cây này cây Trung Quốc, cây Mắc In China nè. Em đo được 4m2 nha, nặng 190g, đọt 0.9 gốc 25. Rồi, ok ha. Về cái này mọi người lau chùi ha. Đọt đây. Đọt phíp. Rồi, cây này cũng bị nổ lắm nè mọi người.
nổ sơn như thế này ha. Mọi người thấy rõ không mọi người? Dưới ánh nắng hình như nó khó rõ đúng không? Rồi, cái này 180 nhưng mà ở video này em sẽ lấy cho mọi người 150 nha. Giá 150 cây mã số 13. Tiếp theo là cây mã số 14. Hàng Korea nha mọi người, 3m6 em đo được 3m5, nặng 150g, đọt là 2,1 lấy gốc 20, giá 150. Ok ha, đọt rất là bự. Rồi. Rất là thẳng, rất là bự, cây này chắc nha. Cây mã số 14, cây mã số 14 giá 150. Tiếp theo là cây mã số 15 ạ. Đây ạ. Cây mã số 15, nó có một vết trầy chỗ này ha. Đây, 4m5. Nặng 160g, đọt 0,8 gốc 18, giá 180 nha. Đây. Như thế này ạ. Đó. Cây này thì cũng khá là thẳng nha mọi người. Rồi, cây mã số 14 giá 1. À, cây mã số 15 giá 180. Tiếp theo là cây mã số 16. Cây này là cây 3m4, nặng 150g, đọt 1,8 gốc 18 luôn ạ. Giá cũng là 150 luôn nha. Em đi sơ qua cho mọi người thôi nha mọi người, vì là VIP nên em đi sơ thôi ha. Mọi người ăn xem lại thì mọi người cứ inbox qua Zalo cho em nha. Cây này rất là thẳng, rất là cứng luôn. Cây mã số 16 giá 150. Đây. À, cái này nó có chỗ này nó bị nổ sơn chút xí nè mọi người. Chút xí 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 thôi. Rồi. Đó. Cây mã số 16 giá 150. Tiếp theo là cây mã số 17. Rồi, có vết xước, cái này hàng Kingston nha. Cây này 3m6, nặng 100g, đọt là 0,95. Gốc 100. À, nặng 100, gốc 14. Giá 150 luôn nha. Đây, đọt đây, cây này rất rất là mới luôn. Rồi, ok mọi người ha. Cây giá 150. Mấy cây cần 3m6 này mọi người mua nhiều thì em sẽ ưu đãi cho mọi người rất là lớn hơn. Tiếp theo là cây 4m6. À, cây này 4m5 chứ. 4m5. Nặng 120g, đọt 0,9 gốc 20. Đây. Nó có chảy xước chóc sơn chỗ này nè mọi người. Đây, chóc chỗ này đọc cần ha. Đây đọt đây, mảnh các lóng trong đây. Lóng trong rất là mới nha. Giá của nó là 180 nha mọi người. Tiếp theo là cây mã số 19. Cán này, cán thì nó đã bị xúc rồi nha. Một cây giả trúc. Cây giả trúc này dài 4m5, nặng 200g, đọt 0,8 gốc 18, giá 180 ạ. À, cây này cũng khá là mới, có vài vết xúc dâm nha. Đây. Rồi. Ok ha, cây này thẳng. Cây mã số 19. Tiếp theo là cây mã số 20. 20 là một cây cần lóng ngắn. Cây cần lóng ngắn này dài 5m3, nặng 270g, đọt 0,9 gốc 26, giá 200 ạ. Cây này rất là mới luôn, rất rất là mới luôn. Đây. Rất là mới luôn nha mọi người. Đây. Đó, rất là mới luôn nha. Ok mọi người ha. Cây mã số 20 giá 200. Tiếp theo là cây mã số 21. Đây, 21 là một cây dài 3m6, nặng 100g, đọt là 1 ly gốc 16. Giá của cây này là 150. Cây này thì chiều dài thu hoạch khoảng cỡ 60 phân nha mọi người. Đó, đọt đây. Đọt mảnh nha. Rồi. Ok mọi người ha. À, cái này nó quấn chỉ nè mọi người. Không biết có bị gì không mà quấn chỉ thôi. Cái này nứt rồi. Cái này nứt rồi nha mọi người. Cái này nứt rồi. Em lấy cho mọi người. Thôi, cái này em sẽ để qua lô. Cái lô cần lô nha. Vẫn sẽ để cho mọi người giá 500. Thêm một cây nữa là 14 cây. Tiếp theo là cây mã số 22. Là cây 3m6, nặng 150g. Cây mã số 22 nha. Dài 3m6, nặng 150g, đọt 0,6 gốc 20. Giá cây này là 100.000. Một áp 120.000. Các đầu cần được đóng khoen nè. Rồi, các đầu cần được đóng khoen như thế này ha. Chiều dài thu hoạch khoảng tầm 40 phân nha. Cây mã số 22. Tiếp theo là cây mã số 23. 23 đây ạ. Là một cây 4m5, nặng 220g, đọt 0,9 gốc 24. Mã số 23 này giá 180 nha. Cây này là một cây cần tây, độ lên thành cần tây trợ máy nha mọi người. Nhưng mà nó rất là đẹp ha, người ta đổ rất là đẹp, khoen rồi thì còn đầy đủ nha. Đó, rất rất là mới luôn. Thẳng. Rồi, cây mã số 23 giá 180.
Đáng lẽ cái này em bán mọi người 200 á, nhưng mà tại cần tay trợ máy, nhưng mà không phải là cần tay trợ máy riêng mà là cần tay trợ máy độ nên em sẽ để cho mọi người giá 188 ạ. Tiếp theo là cây này. Cây này là một cây ISO nhưng mà để mọi người hạ cần tay nha. Rồi, cái từ cái cây mã số 24 này cho tới cây mã số 30 là ISO, nhưng mà ISO này thì để mọi người hạ cần tay thôi nha. Em bán với giá để mọi người hạ cần tay. Chứ còn không có máy được nha mọi người. Cây này 5m bốt ạ, nặng 350g. Đọt là 1,1 ly gốc 27, giá 180, cây mã số 24. Có trầy xước như thế này ha. Đọt khá là ổn. Rồi, có trầy xước nha mọi người. Cây này có trầy xước. Giá của nó là 180 mã số 24. Tiếp theo là cây mã số 25. Hạ cần tay nha mọi người, dài 4m6, nặng 320g, đọt là 1,3 gốc 26, giá của nó cũng là 180 luôn nha. Rồi, về hạ cần tay ha. Rồi, đây như thế này ha mọi người ha. Em còn rất là nhiều ISO hạ cần tay nên là mọi người cứ inbox cho em nha. Em sẽ tìm, tại vì lên video á, lâu quá. Tiếp theo là cây mã số 26. 26 này là một cây 5m2. Nặng 350g, đọt 0,6 gốc 28, giá của cây này là 150. Cây này mất đít nha mọi người, về mọi người đổi đít giúp em ha. Khá là đẹp, cây này rất là đẹp luôn. Đó, về hạ cần tay và đổi đít nha. Cây mã số 26, giá 150. Tiếp theo là cây mã số 27. Cây này là cây 4m9, nặng 420g, đọt là 3,6 ly gốc 29, giá 180 nha. Hạ cần tay thôi. Này là để hạ cần tay nha mọi người, đọt rất là bự. Cái đọt này nó bị gãy nửa đọt á, nó bị gãy một nửa luôn á, nên là nó rất là to. Nó cái đọt em hình dung được cái này là chắc cái lóng thứ hai luôn á. Giá 150 nha. Tiếp theo cây mã số 28. Cây này là một cây 4m6, nặng 400g, đọt 1,7 gốc 26, giá 150 ạ. Cây này có chày xước như thế này ạ. Rồi. Cây này có thể câu máy được luôn nha mọi người. Rồi, cây này có trầy xước nha. Rồi, 150. Tiếp theo là cây mã số 29. Đây ạ. Cây này 5m1, nặng 350g, đọt là 2 ly gốc 26, giá 180. Rồi, cây này có thể câu máy được luôn nha mọi người. Rất là mới luôn nè. Khoen được còn y nguyên ha. Đó là cây mã số 29. Tiếp theo là cây mã số 30. Rồi, cây mã số 30 là một cây phíp đỏ nhưng mà nó bị bất đít nha mọi người. Cây này mất đít nha, em sẽ để cho mọi người giá 150 nha mọi người. Cây này rất là đẹp, rất là mới luôn. Cây này 4m8, nặng 350g, đọt 0,8 gốc 27. Khoen thì còn đầy đủ nhưng mà mất đít nha. Đó, phíp đỏ rất là đẹp nè. Dòng phíp đỏ ha. Rồi ok ha, giá 150 mã số 30. Tiếp theo là cây mã số 31. Có trầy xước nha. Ủa? Em xin lỗi. Rồi, cây phíp đỏ đây là mã số 30 nha mọi người. Cây phíp đỏ đây là mã số 30. Cuối cùng là cây mã số 31. 31 này là một cây 5m2. Cây 5m2 này nặng 400g, đọt là 1,8 ly gốc 27. Ok ha. Rồi, khoen này cũng có thể sử dụng được. Khoen này là đều là khoen nhựa hết nha. Có chỉ bị chày chỗ này nhiều thôi. Cây mã số 31 này giá 180 nha mọi người. Rồi, mọi người ăn cây nào thì cứ vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Rồi, em còn rất là nhiều cần, nếu mà mọi người cần ISO hạ cần tay á, hoặc là cần tay á, thì mọi người cứ inbox cho em sẽ tìm cho mọi người nha. Tại em còn mấy trăm cây lận. Rồi, chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.